Chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học lập trình Next.js. Và hôm nay thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái mối quan hệ giữa các cái table trong thằng MongoDB này. Khi mà xây dựng một hệ thống ấy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái model. Thì giữa những cái model này chúng có những cái mối liên hệ, và xác định cái mối quan hệ như vậy á thì nó là một điều quan trọng và cần thiết khi mà chúng ta thiết kế cơ sở dữ liệu. Và trong bài này thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ trong thằng MongoDB với Next.js. Ta còn có tiếp tục trên cái suột hôm bữa thôi. Thì đầu tiên đi tìm hiểu một mối quan hệ cơ bản, đó là quan hệ 1-1 và quan hệ 1-nhiều. Thì cái quan hệ 1-1 và 1-nhiều ấy á, có thể coi như là nó giống nhau về cái mức độ khó và về xử lý ấy, thì nó cũng khá là giống nhau thôi. Trong bài trước thì mình đã tiến hành tạo cái model bài viết và user rồi. Chúng ta đã có hai cái model là bài viết và user ở đây. Thì mình sẽ chỉnh sửa một xíu thằng bài viết này. Khi mà làm việc với thằng MongoDB ấy, thì chúng ta khỏe một cái là chúng ta thay đổi cấu trúc mà chúng ta không cần phải chạy lại lệnh migrate. Như bên MySQL, Laravel thì chúng ta phải chạy migrate, thì ở đây thì chúng ta không phải chạy gì hết. Chúng ta cứ tạo view mới chúng ta cập nhật, thì khi chúng ta query chúng ta tạo ra thì nó sẽ sinh ra cái view của chúng ta thôi. Ví dụ như ở đây nó chỉ có cái title, khi mình thêm user vào hoặc là content thì nó sẽ thêm những cái view vào trong cái document này. Chúng ta sẽ thêm cái phần user vào đây thôi, và chúng ta sẽ sử dụng cái ref là user để mà nó cũng như nó định nghĩa cho cái field user này sẽ trỏ tới cái model user này. Tiếp theo chúng ta qua cái thằng post controller nha. Thì chúng ta để khi mà một người tạo á thì chúng ta sẽ gán cái ID của người tạo đó vào trong cái phần. Thì với cái thằng này nè, chúng ta đã định nghĩa nó ở trong cái bài trước cái phần profile các bạn. Coi lại một xíu ở cái thằng controller profile đây nè. Thì khi vậy chúng ta sẽ lấy được cái thằng user ra từ cái request này. Thì ngay từ đây chúng ta sẽ truyền cái thằng user qua. Ok, khúc này nó bị lỗi tại vì mình chưa khai báo thôi. Tiếp tục ở bên này thì mình sẽ khai báo cái thằng user ra. Trên đây mình sẽ có thằng post chấm cho user bằng user chấm tới id đấy, để mình lưu thêm cái id của cái người tạo vào trong cái phần bài viết. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái thằng postman lên. Thì chỗ đây nó đang bị lỗi thì mình sửa lại một xíu cái phần controller. Thì mình truyền này nó bị sai này các bạn, mình phải truyền thì hiện tại cái lỗi này á, chỗ đây này mình bị khai báo sai. Chỉnh sửa lại một xíu nghe. Thì nó đã log lại được rồi này. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái phần login. Login để mình lấy cái access token này. Rồi, app phần phần cái bài viết này. Chúng ta truyền lên title thôi. Chúng ta save. Ta có cái post test này, calorie test. Và mình reload lại database đây. Trên mình xóa đi cho mình đỡ thấy nó trùng nha. Đây là cái mình vừa tạo này. Thì bây giờ mình sẽ gọi qua cái API detail của cái bài viết. Thì mình sẽ lấy cái ID mình mới tạo này, mình bỏ ở đây. Thì nó ra được thằng user. Chính là ID đây là B28. Mình coi cái thằng user của mình nha. B28 là đúng rồi nè. Giả sử như chỗ này đúng không, mình muốn lấy cái thông tin bài viết đồng thời là mình lấy luôn cái thông tin của cái thằng user đó ra thì phải làm như thế nào? Các bạn để ý hồi nãy mình đã có khai báo cái thằng user hay ref user đây, thì nên nó sẽ tự hiểu cho chúng ta là khai báo quan hệ tới cái thằng user này. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ service này một xíu này. Giờ ở đây ấy, mình đang viết theo cái kiểu là recurrency, và những cái hàm này là những cái hàm mình đã khai báo sẵn rồi, cho nên á mình muốn lấy thêm thì ở đây mình sẽ viết chạy thêm một cái nữa là away post này populate thằng user đấy sql này. Mình phải chạy này nghe. Bình thường mấy điều mình tiếp này, ở đây mình có dùng cái populate thì mình không cần away nữa, nhưng mà tại vì mình đang viết theo kiểu recurrency, mình gọi cái function nó ra nó như vậy rồi, cho nên ở đây mình phải thêm cái sql populate ở đây. Bây giờ mình sẽ run, ok nó run lại nè.
mình call lại API đây. Trong cái thằng user đấy nó đã trả về thông tin của cái thằng, như bây giờ ở đây nó trả về luôn cái thằng password mà mình không muốn lấy cái password này về. Mình sẽ thay đổi một xíu ở đây. Thì ở đây mình chỉ là giới thiệu sơ thôi các bạn. Ở những bài sau thì mình sẽ có cái bài chi tiết hơn về cái phần này. Mình sẽ có cái path là user và mình sẽ select ở đây, mình sẽ không lấy cái password. Nó chạy lại nè, mình call lại thử nghe. Nãy giờ nó lại mắc cái password rồi nè. Mình bỏ dấu trừ vô nghĩa là mình sẽ không lấy password. Nếu mà mình không dùng như vậy á, mình có thể đổi cái khác, mình có thể là mình lấy cái name và email. Bây giờ mình sẽ chờ nó lock đấy. Mình cũng lấy được cái name và cái email này các bạn. Thì ở bài sau thì mình sẽ nói rõ hơn về cái populate và những cái mối hệ này. Ở đây thì nó chỉ là cái syntax của thằng ESLint thôi. Mình những bài trước mình đã nói rồi. Ngược lại, mình đang ở thằng bài viết mình lấy cái thông tin của thằng user. Bây giờ mình sẽ từ thằng user mình lấy qua cái thằng bài viết này. Thì bình thường ví dụ query là query với cái user bằng cái thằng user thì nó bình thường đúng không các bạn? Ở đây là quan hệ một nhiều, một người viết nhiều bài viết và một bài viết chỉ thuộc về một người. Thì nó cũng giống quan hệ một một ở đây là gì? Thì thay vì một người á được viết nhiều bài thì mình chỉ cho nó viết một bài thôi. Thì đó là cái câu chuyện giữa quan hệ một một, quan hệ một nhiều. Thì cách thể hiện của nó thì sẽ là gần như là như nhau các bạn. Bây giờ mình sẽ khai báo một cái biến ảo bên trong cái thằng user để mình lấy tới cái bài viết này. Trong cái thằng này nó có hỗ trợ chúng ta một cái là biến ảo là ok, và mình khai báo nó là post. Ở đây mình đang thêm s này để mà mình biết đó là quan hệ một nhiều đó các bạn. Ok, thì nó sẽ ref tới cái thằng này, đó là thằng post này. Rồi local field thì mình đang dùng cái ID của mình lưu trên cái phần bài viết bên kia mà, đúng không? Rồi foreign field là user này, cái field mình lưu bên bài viết này. Và có cái judge one này á, quan hệ một nhiều á, thì mình để là phone. Thì khi mình dùng phone này á, thì nó sẽ trả về cho chúng ta là cái một cái array, các bạn lưu ý nghe, một array post controller đây. Bây giờ mình sẽ thêm một cái controller vào cho nó đi nhờ. Thì mình sẽ có API là get post user on. Thì ở đây mình đã có cái thằng request.user là mình lấy được user này. Về mình cũng populate tới cái post này. Cái post này á chính là cái field ảo mà mình vừa tạo bên trong cái phần model này các bạn. Đây nó đây. Còn bình thường hồi nãy ở phía bài viết á, bài viết đây, mình populate tới user là mình populate tới cái rep mà mình đã khai báo trong cái phần post model. Đây mình đã khai cái thằng này, mình populate tới cái user này. Bây giờ mình sẽ từ thằng user mình populate tới cái field ảo này. Mình mở, mình call lại nghe. Đây. Get on get spot user đây. Nhớ lấy lại cái token nha các bạn. Mình get lại này. Các bạn thấy không? Thì nó sẽ trả về cho mình một cái array nha. Bạn lưu ý như vậy, trả cho mình một cái array. Các bạn giả sử các bạn muốn lấy một cái thôi. Cái mối quan hệ ở đây là một một á, thì các bạn sẽ khai báo trong này là bằng true nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ send lại thì nó chỉ trả về mình cho một object thôi này. Thì thường cái field ảo này cũng ít khi sử dụng lắm các bạn. Field ảo này thì tại vì nó có một số cái nhược điểm, dường như là có quá nhiều bài viết đi chứ, đúng không? Mình khó có thể thực hiện cái việc phân trang. Thì mình có thể query trực tiếp ở trên cái thằng bài viết và mình sử dụng cái điều kiện là cái thằng user chính là cái ID của mình. Ở đây mình để lại phone nha, cho nó đúng cái quan hệ một nhiều. Thì tới đây thì chúng ta đã tìm hiểu được hai mối quan hệ rồi, khá là phổ biến rồi. Quan hệ một một và quan hệ một nhiều thì áp dụng rất là nhiều ở trong cái phần bài viết cũng hoặc là hình ảnh. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu tới cái quan hệ nhiều nhiều. Thì quan hệ nhiều nhiều này thì khi làm với cái cơ sở dữ liệu này thì cũng rất là phức tạp, đúng không? Khi mà học với MySQL hay là SQL Server thì chúng ta khi mà nghe tới cái quan hệ nhiều nhiều thì chúng ta sẽ thiết kế ba bảng, đúng không? Một bảng A, một bảng B và một bảng trung gian AB. Thì bảng nó sẽ lưu hai cái ID của hai cái bảng còn lại để mà tạo ra được mối quan hệ nhiều nhiều. Nhưng mà ở thằng Mongo này á thì nó có một cái đặc biệt là nó hỗ trợ chúng ta là cái kiểu dữ liệu là array
cho nên chúng ta không cần phải tạo một cái bảng thứ ba làm gì cả hết. Chúng ta thể hiện cái mối quan hệ nó trực tiếp trên cái bảng của mình luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cho ứng dụng của chúng ta. Mình đã có cái model post rồi. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái category. Và cái mối quan hệ này á, là một danh mục bài viết. Nó có nhiều bài viết và một bài viết nó có thể thuộc về nhiều danh mục. Thì khi đó thì mỗi category á, nó sẽ có một cái array chứa những cái object ID của bài viết. Và ngược lại thì mỗi cái bài viết nó sẽ lưu trữ array object ID của cái thằng category. Bây giờ mình sẽ tạo file category model trước nha. Trong cái thằng category này á, không có cái gì phức tạp hết. Mình chỉ khai báo là một cái title và một cái là post. Thì khai báo array á, thì mình đặt array ngang. Sau đó các bạn khai báo cái type. Tại vì cái thằng này mình đang wrap, mình muốn trỏ qua cái thằng bài viết, cho nên mình mới cần khai báo cái type thôi. Ví dụ như hoặc đơn giản, ví dụ như ở trong đấy là một cái string, thì chúng ta chỉ cần khai báo string dài thôi, hoặc là string là xong rồi các bạn. Không cần phải rườm rà. Nhưng mà vì mình đang làm nó giống như là một cái khó ngoại vậy đó, mình khai báo cái type. Rồi, và wrap tới cái thằng post. Sửa lại cái collection. Và cuối cùng là cái model. IDE mà mình code cái này á, thì nó là cái WebStorm ấy. Tại vì mình đang code theo một cái format này mà, cho nên mình phải khai báo những cái file cần thiết. Đây là category privacy. Đấy, đơn giản thôi. Copy path ra rất là nhanh đúng không các bạn? Đây này, inject model này. Thì đây phải là query. Mình khai báo thôi xíu nữa, mình phải nạp nó vào trong cái phần module đó các bạn. Qua cái category service. Thì mình cũng đã có chuẩn bị một số cái code rồi các bạn. Cho nó mau. Code ở đây thật ra nó cũng đơn giản thôi. Sẽ nạp cái thằng post, privacy và cái category vào. Thì ở đây mình có API get on này, tạo này, lấy những bài viết của cái thằng category này. Tiếp tục mình tạo qua controller. Trong này mình cũng đã chuẩn bị code sẵn rồi. Ở đây tương ứng với ba cái function trong phần service thì mình sẽ có ba cái route. Để tôi kể đi, mình sẽ tạo sau. Cái đầu tiên là lấy tất cả những cái danh mục ra. Tiếp theo tạo danh mục và cuối cùng là lấy những bài viết thuộc danh mục đó. Thì ở đây mình sẽ làm ở cái phía bài viết là chính đúng không? Là khi mình tạo một bài viết thì mình sẽ add nhiều cái danh mục vào. Và mình tạo cái file category.data. Trong này nó thực ra chẳng có gì cả. Nó chỉ có là khai báo để mà truyền cái string rồi thôi. Mình validate cái string này thôi. Hết rồi. Và cái bước cuối cùng là mình sẽ nạp hết những cái mình vừa khai báo đó vào trong cái thằng post module nha. Khai báo tương tự thôi. Mình có cái name là category. Tới đây thì mình đã setup xong cái phần danh mục rồi. Bây giờ mình qua lại cái phần bài viết, mình cập nhật lại cái model cho nó. Thì tương tự như cái thằng user thì mình sẽ tạo một cái field category ở dạng array. Và mình sẽ khai báo ở phía phần model. Đây, import cái model category vào. Tiếp tục qua cái phần tạo cái DTO này, create. Mình sẽ thêm một phần là category. Ok, là một cái array string. Tiếp tục ở cái phần controller, mình viết để mình get ra cho nó mình test cho nó dễ các bạn. Thì ở đây nó có hai cái, một cái là get cái bài viết theo cái danh mục. Đấy, mình truyền cái category ID lên và mình lấy những bài viết thuộc những cái danh mục này. Đấy, này mình lấy theo array nha. Ở đây mình lấy thêm một cái.
Rồi mình vô service thì mình viết hai cái function này. Thì cái phần tạo mình cập nhật lên một xíu nha các bạn. Mình kiểm tra. Nếu mà mình truyền cái category này lên á thì mình phải cập nhật cái thằng ID về bài viết này qua phía bằng category bên kia. Thì chúng ta sẽ có away this.category. À mình sẽ import cái nó vào đây nè. Category privacy này. Chưa? Thì mình sẽ update theo cái ID mà mình đã gửi lên. Ở đây tạm thời mình mặc định mình cái data mình gửi lên để nó thỏa mãn nha, nó không có bị lỗi. Category và cái update là tại sao mình có được những hàm này, tại vì mình đã khai báo sẵn ở trong này hết rồi các bạn, cho nên mình chỉ cần gọi và mình truyền vậy thôi. Thì ở đây có hai dạng, một đó là add to set, hai là put. Put này á thì nó sẽ đẩy thẳng luôn, còn add to set á nếu mình đã tồn tại rồi á thì nó sẽ không có cập nhật vào. Nhưng mà ở đây mình tại bài viết mới mà thì cái ID nó là duy nhất, cho nên mình cứ put thẳng trực tiếp vào thôi, mình không có sợ bị trùng. Tiếp theo mình sẽ viết hai cái function để tương ứng với hai cái controller kia để mình get data ra. Đầu tiên là mình get bởi cái thằng ID category ID trong cái field đây này, filter này, mình lấy theo cái category ID. Rồi mình dùng element match là bằng với cái category đã truyền vào, tương tự phía dưới này. Cái on này á nghĩa là nó sẽ có hết tất cả ở trong cái chứa tất cả cái ID ở trong cái mà mình gửi lên như vậy. Đấy, hết lỗi rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở Postman lên, mình test một lượt. Đầu tiên mình sẽ tạo cái danh mục trước đã nha. Tạo 1 2 Rồi, mình bê cái ID này qua. Cha mình tạo rồi mà nãy mình hình như mình chưa return lại hay sao đó các bạn. Post service nè. Cái hàm tạo đây. Mình chưa return cái new spot này về. Cho nên mình không thấy ở đây thôi. Chứ nó đã lưu lại rồi, các bạn vào lại cái phần post nè. Đây nè, nó vô rồi các bạn. Array này hai cái nè, thấy không? Get with category nè, mình sẽ truyền vào đây. Đây nó trả về được rồi nè. Thấy chưa? Hoặc là hai cái thì ví dụ như đây là một cái bài bẻ đi, mình send nè. Nó không ra bài nào hết. Đúng chưa? Và mình bỏ cái đúng vào. Đấy, nó đã ra lại rồi nè. Qua bài hôm nay thì mình đã cùng nhau tìm hiểu cái cách mà để thiết kế dữ liệu với thằng MongoDB này. Thì có thể thấy có khá là nhiều cách thiết kế khác nhau, có thể kết hợp lại và có một số cái luật đưa ra mà khi thiết kế, tuy nhiên là nó không có bắt buộc mà nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh và cái ứng dụng chúng ta phát triển một cái ứng dụng, thì chúng ta cố gắng thiết kế tốt nhất và linh hoạt nhất. Thì các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như like video để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.